Xin trân trọng giới thiệu với anh em, đây là máy tính để bàn tất cả trong một Dell Inspiron 5400. Một chiếc máy tính tất cả trong một được gói gọn chỉ trong một chiếc màn hình nhỏ gọn như thế này mà thôi. Về thiết kế, anh em có thể thấy chúng ta sẽ có chân đế hai bên trông như một chiếc TV nhưng mà nó lại rất nghệ thuật nhé. Máy cho phép úp ngửa linh hoạt, 3 viền siêu mỏng, tích hợp webcam Full HD kèm nhận diện khuôn mặt ở trên này. Màn hình Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz, nhưng đặc biệt là được trang bị loa ngoài cực đỉnh, nghe nhạc xem phim thì đã đời luôn. Máy được tặng kèm chuột phím không dây, kết nối lại còn là Wi-Fi 6. Chỉ cần cắm mỗi cái dây nguồn là cứ thế dùng thôi. Ôi dồi, nói chung là nút web xem phim thì khỏi phải chê đúng không anh em? Về cấu hình thì chúng ta có Intel Core i3-11105G4, RAM 8GB, ổ cứng 256GB. Chung đây là một chiếc máy mà dành cho những ai cần sự tối giản.